Hello, xin chào anh em đã quay lại với cửa hàng mắt kính tái quang. Liêm xin chào quý khách hàng ha. Đây là hôm nay bên Liêm có nhận được một cái gọng kính Ray-Ban của một anh ở bên Đắk Lắk ha. Thì ảnh có gửi cái gọng về nhờ Liêm làm ráp cái cặp chồng Ray-Ban vào. Thì Liêm có nói với ảnh này là Liêm sẽ ráp cái chồng Ray-Ban mà có lớp chống chói bán dầu nha. Để cho nó tốt và nó bảo vệ mắt cho mình ha. Đây là cặp tròng Ray-Ban mà bên Liêm đã ráp vào ha, dễ nhận dạng ha. Bên mắt phải của mình nè có cái chữ Ray-Ban, và bên mắt trái thì nó có cái dấu cát RB ha, không biết mọi người thấy không, chắc mọi người thấy ha. Đấy đó, mọi người sẽ thấy được cái dấu cát RB đó. Thì nó là một cặp tròng của Ray-Ban, là nó bao gồm như vậy ha, một cái dấu dập nổi và một cái dấu khắc RB đây. Và đặc biệt nó có cái lớp bên Liêm ráp thì nó có cái chồng phôi của ván dầu nha. Mọi người coi cái lớp ván nè, mọi người coi cái ánh đèn phía sau đúng không. Và đây là cái chồng kính Ray-Ban ha, này nó bị mẻ rồi cũng vậy, nhưng mà nó không có lớp ván ha. Mọi người coi nhìn cái ánh đèn nó chỉ là màu trắng thôi. Mọi người coi những cái ánh đèn nó chỉ là màu trắng thôi đúng không. Mọi người coi mọi thứ nó màu trắng, sọ này thì nó có màu này. Đấy, nó có màu lớp ván ha. Mình để đây mình dễ nhìn nhất rồi. Cái này chỉ là màu trắng thôi, nó không có chống chói gì hết. Đó. Thì cái này có lớp ván nó sẽ chống chói và giúp cho mắt của mình nó chống tia UV và nó râm hơn ha. Đó là tại sao mình có những cái lớp kính ha, ván rất là đẹp, phôi rất là ok. Để mình ráp vào cho khách hàng nha. Đây. Thì Liêm khuyên dùng thì mình lên xài cái chồng Ray-Ban mà lớp ván dầu phôi Mỹ này nha. Thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả ánh nhìn của mình rất là cao nha. Đây là cái gọng cũ rồi của khách hàng ở bên Đắk Lắk, nhưng mà khách hàng rất là ưa thích cái gọng kính này nên gửi cái gọng vào về cho Liêm làm. Thì Liêm cũng có ráp những cái cặp chồng Ray-Ban phôi xịn để cho khách hàng nha. Mọi người nhìn ở ngoài thì không phân biệt được, nhưng mà khi mình nhìn ở phía sau mọi người coi cái lớp ván rất là đẹp. Rồi chắc là mọi người cũng đã thấy hết rồi. Vậy thì Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.